Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 604, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Điều này là không thể, tuyệt đối không thể. Trưởng thôn suýt chút nữa la lên, đôi mắt già nua mở to. Những người khác cũng ngây người, không thể tin được. Họ nhìn thấy bàn tay kia đã đẫm máu, da thịt nhiều chỗ đã nhũn ra, lộ rõ cả xương trắng. Bàn tay khẽ run lên, nhưng đó đột nhiên rụt lại, nắm chặt chất lỏng rồi đâm sâu 5 ngón tay vào trong, sau đó đột nhiên dùng sức như muốn xé tan chất lỏng. Dưới tác động của một lực khổng lồ, chất lỏng bao phủ cơ thể Lâm Minh bị biến đổi hình dạng, kéo ra thành một sợi tơ mảnh để lộ ra Lâm Minh ở bên trong. Nhìn thấy cảnh này, 6 người đều sợ ngây người. Lâm Minh bên trong máu me đầm đìa, nửa khuôn mặt lộ ra xương cốt, vô cùng đáng sợ. Nhưng anh vẫn ngoan cường chiến đấu, chất lỏng dường như đang dùng toàn lực chống cự, không ngừng dính chặt vào người Lâm Minh. Nhưng lúc này, Lâm Minh đã gần như phát điên, hung hăng dùng hết sức bình sinh. 10 vạn cây kim bạc trên người, từng tấc gãy vụn, bị rơi ra khỏi người anh. Con người dường như đạt đến giới hạn của mình. Những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh, hơi thở của họ như ngừng lại. A! Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó cánh tay phát lực, đem vũng chất lỏng trên người xé tách ra. Hay lắm! Một ông lão không kìm được kích động hét lên liên hồi. Vút! Chất lỏng bị xé toạc và văng xuống đất. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh như bị ăn mòn, trên người không còn một mảnh thịt lành lặn. Anh thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe. Năng lượng của chất lỏng dường như cũng sắp tiêu tan hết, bề mặt của nó bắt đầu sâu lên và toàn bộ hình dạng của nó lại thay đổi. Lâm Minh đồng tử co rút lại, nhưng rồi anh nhìn thấy chất lỏng đột nhiên vọt lên không trung, vọt tới độ cao 10.000 mét. Cùng lúc đó, tất cả tà khí xung quanh dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, đồng loạt đổ xô về phía thực thể kỳ dị đó. Ngay lập tức, vật thể kỳ dị kia đổi màu trắng bệch và biến thành hình dạng rất kinh dị, một luồng khí bạo ngược tỏa ra từ đó. Lâm Minh thở dốc, anh biết rằng đây có thể là đòn cuối cùng. Chịu đựng được thì sống, chịu không nổi thì đây sẽ là nơi chôn cất của chính mình. Thắng hay thua, trong một đòn tấn công cuối cùng này. Lâm Minh thở hổn hển bằng tất cả sức lực còn lại của mình và đưa tay chạm vào chiếc hộp tinh xảo chứa viên đại vô phi thang đan trên người. Nhưng sau một lúc, anh bỏ cuộc. Thay vào đó, anh lấy chiếc hộp chứa những mảnh vụn của phi thang đan ra, đổ tất cả những mảnh vụn vào trong miệng, khó khăn nuốt xuống. Sắp kết thúc rồi. Bà lão run rẩy. Trưởng thôn và những người khác cùng nhau ngước mắt lên. Bùm, có một tiếng động lớn lên bầu trời. Không hay rồi. Rút lui mau. Tránh ra mau. Trưởng thôn sợ hãi tái mặt, vội vàng lùi lại. Nhưng họ còn chưa kịp rút lui. Đoàn, thanh kiếm ma thuật đáng sợ đã lao xuống và đánh chính xác vào Lâm Minh. Một vụ nổ lớn lan rộng, toàn bộ thôn ẩn ma bị rung chuyển, mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó nứt ra từng tấc một. Tà khí cuồn cuộn dâng lên trong cấm địa như vũ bão. Người của tộc ẩn ma đang đợi bên ngoài đều bị tiếng động lớn đột ngột làm cho giật mình, thậm chí còn bị mặt đất rung chuyển hất văng ra xa. Phải mất một lúc, mọi người mới đứng vững và hoàn hồn trở lại. Chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy? Trời ạ, à, sao lại có tiếng nổ lớn như vậy? Người kia còn sống không? Mọi người thi nhau bàn tán. Tần Linh và những người khác vô cùng lo lắng. Bố, anh Lâm không sao chứ? Tần Linh sốt sắng hỏi. Yên tâm, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tần Trác cố nặn ra một nụ cười an ủi con gái, nhưng ông cũng không tự tin về điều mình vừa nói. Hiện tại, tất cả đều chỉ có thể nghe ý trời. Bên trong cấm địa, 6 người lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất, lập tức nhìn về phía trung tâm đại trận. Nơi đó mặt đất đã hoàn toàn nứt ra giống như mạng nhện, nhưng trận pháp vẫn chưa dừng lại. Xung quanh còn tràn ngập tà khí, khói bụi mù mịt khắp bầu trời. Không ai biết liệu Lâm Minh đã chết hay còn sống. Nhưng với một cuộc tấn công khủng khiếp như vậy, trừ khi Lâm Minh là Đại La Kim Tiên thì mới sống sót được. Hẳn là cậu ấy không còn rồi. Bà lão khàn giọng nói, nhìn thật sâu vào đám khói bụi mù mịt trước mặt. Thật đáng tiếc. Một hậu bối xuất sắc hiếm có như vậy. Nếu như không có chuyện này, tương lai cậu ấy tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Mọi người thở dài não nề, tất cả đều tiếc nuối. Đóng đại trận, trở về. Trưởng thôn nhàn nhạt nói. Vâng. Mấy người kia gật đầu, sau đó lần lượt trở lại đội hình, khoanh chân ngồi xuống, cắn móng tay, muốn phá điểm trận,
đóng cửa đại trận. Tuy nhiên, khi họ chạm ngón tay xuống, cót, két, có tiếng động. Mọi người kinh ngạc phát hiện lá bùa vẫn còn nguyên vẹn, trận pháp vẫn không thể khép lại. Trưởng thôn sửng sốt, ngón tay di chuyển qua lại trên tấm bùa. Dù cố gắng thế nào, ông ấy cũng không thể phá vỡ nó. Làm sao vậy? Trưởng thôn thở gấp. Đại trận vì sao không thể đóng lại được vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Lại có chuyện gì sao? Mọi người hoảng sợ. Ngược lại, trưởng thôn tựa hồ nghĩ ra việc gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía trung tâm trận pháp vẫn đang là một mảnh bụi mù mịt. Chẳng lẽ cậu ta còn chưa chết? Trưởng thôn miệng khô khốc hỏi. Mọi người giật nảy mình, cũng vội vàng nhìn về phía trung tâm trận pháp. Khi khói bụi dần dần lắng xuống, khung cảnh dần dần rõ ràng hơn, một hình ảnh quỷ dị đáng sợ tới rợn tóc gáy hiện ra trước mắt sáu người này. Sáu người hóa tá tại chỗ, chết lặng. Ở trung tâm là cảnh tượng thê thảm. Lâm Minh đứng ở tâm trận ngay chính giữa, không nhúc nhích. Anh ra sức thở dốc, vẫn chưa chết, nhưng trên người có muôn vàn lỗ thủng, toàn là máu, đầy những vết thương dữ tợn. Hóa ra, khi thanh ma kiếm khổng lồ hạ xuống, Lâm Minh đã dùng nắm đấm đánh nát nó, vì thế mà anh đã mất đi một cánh tay. Nhưng ma kiếm bị đánh nát không làm mất đi phong mang của nó. Ngược lại, những mảnh vỡ của nó tiếp tục đâm lên người Lâm Minh. Lâm Minh bị những mảnh vỡ đó đâm thành trăm nghìn lỗ thủng, thương tích đầy mình. Những chỗ nguy hiểm trên người anh đều bị mảnh vỡ của ma kiếm làm bị thương, chỉ còn lại một mạch không bị cắt đứt. Nếu mạch này cũng bị cắt đứt, Lâm Minh sẽ chết ngay tại chỗ. Anh khó khăn hít thở, cánh tay chưa bị chém đứt run rẩy sờ vào châm bạc trên người. Phần lớn châm bạc trên người đều đã gãy. Anh rút số châm bạc đó ra, sau đó đâm đầu kia của châm gãy vào các huyệt trên người. Sau vài lần rồi rút châm, anh đã ổn định được một chút, nhưng sức mạnh của trận pháp vẫn chưa dừng lại, mảnh vỡ của ma kiếm lại rung lên. Lâm Minh hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ sức mạnh tràn vào mạch sống của mình, bảo vệ mạch sống cuối cùng. Nhưng rõ ràng, anh đã đánh giá thấp năng lực của vật quái dị kia. Vù, xung quanh nổi gió lớn. Sát lực đáng sợ ập về phía Lâm Minh từ bốn phương tám hướng. Chính xác mà nói là mảnh vỡ của ma kiếm đang ùa về phía Lâm Minh. Nó muốn hút sát khí tăng cường cho bản thân, sau đó hủy diệt Lâm Minh một cách triệt để. Không hay, Lâm Minh kinh hãi, lần này anh không dám do dự mà lấy đại vô phi thăng đan ra, nhét vào miệng. Đại vô phi thăng đan vừa vào bụng, xoạt 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 xoạt. Sát lực vô tận được mảnh vỡ của ma kiếm dẫn dắt, nhấn chìm Lâm Minh, bao bọc anh một cách chặt chẽ giống như cái kén. Sáu người nhìn quanh, gương mặt đầy vẻ chấn động. Sát khí trên khắp cấm địa đang tràn về phía Lâm Minh. Anh giống như một cái hố đen, hút hết tất cả sát khí trong cấm địa. Đợi sát khí được hút hết, hàng trăm bia mộ ở trong cấm địa cũng có lượng lớn sát khí tuôn ra, tràn về phía trung tâm. Nghìn vạn sát khí hội tụ về một chỗ. Ở trung tâm đại trận, sát khí dày đặc, gần giống như thực chất, dường như sắp ngưng kết thành tảng đá. Đây có lẽ là vạn sát quy nhất trong truyền thuyết. Trưởng thôn ngạc nhiên nhìn vào trung tâm trận, hết sức sửng sốt. Vạn sát quy nhất sao? Mấy người cao tuổi đều kinh hãi. Đây là hiện tượng chỉ xuất hiện trong sách sử. Sao cậu ta có thể tạo ra vạn sát quy nhất chứ? Không rõ, hiện tượng thế này không tầm thường. Một khi xuất hiện vạn sát quy nhất, chắc chắn sẽ có chuyện động trời xảy ra. Nhưng không biết rốt cuộc chuyện động trời này là tốt hay xấu, mọi người phải cẩn thận hơn. Trưởng thôn nói. Vâng, mọi người gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng lúc đó, một tiếng động đột nhiên vang lên từ bên ngoài cấm địa. Ngay sau đó, một trận động đất xảy ra, sáu người không kịp đề phòng ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Trưởng thôn đứng dậy nghi hoặc hỏi. Không rõ. Tiếng động đó hình như là từ ngoài cấm địa. Bà lão vội nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn, bây giờ phải làm sao? Mau, ra ngoài xem thế nào. Trưởng thôn nghiến răng, lớn tiếng nói. Vậy ở đây phải làm sao? Thằng nhóc này đã đến đường cùng, chắc chắn sẽ chết, ra ngoài xử lý tình huống bên ngoài trước, sau đó quay về đóng đại trận. Được, bọn họ bàn bạc xong thì mau chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài cấm địa, thôn ẩn ma vô cùng hỗn loạn. Xung quanh thôn xuất hiện những bóng người đen truyền. Bọn họ không nói lời nào, bắt đầu tấn công người của tộc ẩn ma. Là người của Thiên Ma Đạo, khốn đạn, giết cho tôi, tiêu diệt bọn họ. Người của tộc ẩn ma gào lên, bắt đầu tấn công. Trưởng thôn và những người khác chạy ra khỏi cấm địa, tham gia chiến đấu. Không lâu sau, man nhân đã bị xử lý gần hết. Trên đất toàn là thi thể.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, trưởng thôn và những người khác nhìn lại, lúc này mới phát hiện cả thôn đã bị một nhóm đông người của Thiên Ma Đạo bao vây. Đám ma nhân đều dùng đan dược, hai mắt đỏ ngầu, mất hết lý trí, nhìn chằm chằm những người này giống như dã thú. Phía trước bọn họ là một người đàn ông mặc áo giáp màu đen, sau lưng khoác áo choàng trắng. Người đàn ông có mái tóc trắng, lưng đeo hai thanh kiếm dài, một mắt đen, một mắt đỏ, mặt đầy vết sẹo. Ông là tàn ma sao? Trưởng thôn nhận ra người đó, lập tức lên tiếng. Thương ma, đã lâu không gặp, không ngờ ông đã già đến thế này, đúng là người khiến ta cảm khái. Người đàn ông tóc trắng lạnh lùng nói. Tuy tôi đã già nhưng vẫn giữ bản tâm, giữ vững ma đạo, không như các người, vì sức mạnh mà không từ thủ đoạn, mất tính người vô đạo đức, không hề có lương tâm, không khác gì súc sinh. Trưởng thôn nói, ma chính là ma, nếu ma cũng chú trọng sự kiên cường, chính trực thì xứng đáng được gọi là ma sao? Người đàn ông tóc trắng lắc đầu, bớt nhiều lời, tàn ma, ông đưa theo đám tạp nham của thiên ma đạo đến đây là định làm gì? Trưởng thôn quát lên, thương ma, tôi cho ông một cơ hội dẫn theo người của thôn ẩn ma quy thuận thiên ma đạo, đồng thời mở cửa cấm địa. Vậy thì tộc ẩn ma mới có đường sống. Tàn ma nói, mở cửa cấm địa sao? Bọn họ tỏ ra căng thẳng. Trưởng thôn đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, các người đến đây là vì thi thể của tổ tiên tộc ẩn ma chúng tôi. Trưởng thôn lạnh lùng nói, tộc ẩn ma các người có cách lưu trữ thi thể hoàn hảo. Dù qua trăm năm, thi thể cũng không mục nát. Bây giờ, thiên ma đạo đối mặt với nhiều kẻ địch, cần có lực lượng để đối phó những kẻ địch này. Thi thể của tộc ẩn ma các người là dược liệu luyện thi thể rất tốt. Nếu giao cho thiên ma đạo, chúng tôi có thể luyện chế bọn họ thành hoạt tử ma, giúp bọn họ sống lại lần nữa, trở thành một vũ khí lớn dùng cho thiên ma đạo. Tàn ma bình tĩnh nói. Ông nói gì? Khốn nạn, ông lại dám nhắm đến tổ tiên chúng tôi. Khinh nhờn, đây là khinh nhờn nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể tha thứ. Người của tộc ẩn ma nổi giận. Tàn ma, ông có biết điều này nghĩa là gì không? Ông dám nhắm vào tổ tiên chúng tôi, e là ông sẽ phải hứng chịu ngọn lửa phẫn nộ mạnh nhất của tộc ẩn ma chúng tôi. Trưởng thôn lạnh lùng trả lời. Dám không tuân, diệt thôn. Tàn ma quát lên, sau đó phất tay. Vù, tiếng kèn báo hiệu vang lên, sau đó ma nhân ùa ra từ bốn phương tám hướng, đông nghẹt, phải đến hàng trăm hàng nghìn người. Người của tộc ẩn ma mở to mắt, hô hấp chậm lại, hết sức kinh ngạc. Người của thiên ma đạo nhiều như vậy làm sao đánh nổi? Đáng sợ hơn là trong số ma nhân vừa tràn ra, có không ít kẻ có dấu vết chấp vá. Bọn họ đều có thân hình quái dị, sức mạnh tàn bạo, khí tức mạnh đến mức khiến người ta phát run. Xét về thực lực, tộc ẩn ma đã bị chèn ép. Thường ma, ông có chắc là muốn đấu với tôi không? Ông có chắc là muốn khiến tộc ẩn ma trở thành lịch sử không? Người đàn ông tóc trắng lạnh lùng nói. Xem ra, hôm nay thiên ma đạo các người có chuẩn bị mà đến. Nhưng dù cho tôi có muốn đầu hàng, những người ở đằng sau tôi cũng sẽ không đồng ý. Tàn ma, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Trưởng thôn quát lên, đúng là không biết nặng nhẹ. Người đàn ông áo trắng lắc đầu. Đừng mong là tôi sẽ cứu đầu chứ các người. Trưởng thôn lao vọt về phía trước, xông tới muốn giết tàn ma. Ông ta muốn khống chế người này trước, từ đó kìm hãm ma nhân ở xung quanh. Nhưng ông ta vừa mới đến gần. Nực cười. Tàn ma đột nhiên hét lớn, một cánh tay gồng lên, đánh một quyền từ xa. Ầm, một luồng ma khí đáng sợ nổ ra, thoáng chốc đánh trúng người trưởng thôn. Phụt, trưởng thôn phun ra máu, rơi thẳng từ trên cao xuống. Trưởng thôn! Mọi người kinh hãi, chạy tới đỡ trưởng thôn. Khi ông ta đứng vững thì mở to mắt nhìn cánh tay của tàn ma. Tay của ông thế nào, rất quen thuộc phải không? Đây là cánh tay của lăng ma bạn thân ông. Hai cánh tay ông ta đã tu luyện đến đại thành, sức mạnh vô tận. Sau khi ông ta chết, tay của ông ta đã được tháo xuống gắn lên người tôi. Tàn ma giơ hai cánh tay lên, bình tĩnh nói. Trưởng thôn nghe thấy vậy gần như sụp đổ. Các người đã giết lăng ma. Trưởng thôn đỏ cả hai mắt, đau khổ gào lên. Ông ta là một kẻ cố chấp giống như ông. Người không phục tùng thiên ma đạo xưa nay chỉ có đường chết. Trước nay thiên ma đạo luôn tận dụng mọi thứ. Dù ông ta có chết, cơ thể ông ta cũng rất hữu ích. Hai cánh tay ông ta ở chỗ tôi, hai mắt ông ta ở chỗ ma quân thứ ba, hai chân ông ta, tim ông ta đều được những người khác nhau dùng ở nơi cần dùng. Thật ra, ông ta chưa thật sự chết, mà là đổi một cách sống khác. Tàn ma bình tĩnh đáp. Câu này vừa nói ra, hô hấp của mọi người thôn ẩn ma như ngưng động.
Trưởng thôn mở to hai mắt, gương mặt cứng đờ. Sự tham lam vô đạo của thiên ma đạo bọn họ rõ hơn ai hết. Vì tộc ẩn ma không thể chấp nhận sự độc ác tàn bạo của thiên ma đạo nên mới tách ra, ở ẩn nơi đầm lầy chết. Sống cuộc sống không tranh với đời. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thiên ma đạo sao có thể buông tha cho bọn họ chứ? Tôi không quan tâm các người sống hay chết. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, dù là một thi thể lạnh lẽo cũng có tác dụng rất lớn. Vì vậy, tôi chỉ cho các người một cơ hội. Hàng thì có thể nhặt lại một mạng, không hàng thì trừ cái chết ra, mọi thứ không thay đổi. Tôi hy vọng các người thông minh một chút. Tàn ma nói, sự vô tình và tàn khốc trong giọng nói vô cùng rõ rệt. Người của tộc ẩn ma đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Thái độ của mọi người thế nào? Trưởng thôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn mọi người bình tĩnh hỏi. Đây đã không chỉ là chuyện liên quan đến sống chết. Mặc dù người của tộc ẩn ma không thích chém giết chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn giữ lại ma tính. Vào thời khắc quan trọng, bọn họ đều không sợ chết. Bọn họ chỉ sợ chết cũng không được yên ổn. Nếu sau khi chết mà còn bị đám người này tận dụng cơ thể, ai mà chịu được? Trưởng thôn nói với bọn họ, tôi thà tan xương nát thịt, cũng không muốn làm chó cho thiên ma đạo. Ông Du đứng ra nghiến chặt răng hét lớn. Nói đúng, nếu muốn chết, tôi thà tự hủy cơ thể mình. Tộc ẩn ma suy cho cùng cũng là ma, ma có thể cúi đầu trước người khác sao? Nếu chúng ta khuất phục thiên ma đạo, thì làm sao có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Tần Trác cũng đứng lên, nghiêm túc hét lớn. Chiến, chết cũng không hối, tuyệt đối không cúi đầu với thiên ma đạo, chỉ là chết thôi mà, có gì phải sợ? Chiến! Người của tộc ẩn ma giơ cao tay hô hào, ai nấy đỏ cả mắt, lửa giận ngút trời. Hay, hay, hay lắm. Hôm nay tôi sẽ cùng mọi người quyết chiến tới cùng. Dù có chết, không toàn thây cũng không làm nhục danh thanh của ẩn ma. Trưởng thôn liên tục gật đầu, đôi mắt mờ đục dâng tràn ý chí chiến đấu. Ông ta quay đầu lại, lạnh lùng nói. Tàn ma, ông đã thấy thái độ của tộc ẩn ma chúng tôi rồi chứ? Thái độ của các người? Ồ, tôi thấy rồi, đương nhiên tôi nhìn thấy rồi. Tàn ma nhếch cái miệng, mỉm cười nói. Trưởng thôn sửng sốt, có dự cảm không lành, đang định nói gì đó, nghe thấy tiếng bước chân văng lên từ sau lưng. Ông ta quay đầu lại, khi trưởng thôn vừa xoay người lại, một con dao gam đen đã đâm vào bụng ông ta. Phập, trưởng thôn rùng mình, mắt mở to nhìn người trước mặt. Đó là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, mặt mày hung dữ. Người này là đội trưởng đội tuần tra, Sơn Ma. Cái gì? Mọi người kinh hoàng. Sơn Ma, ông làm gì vậy? Dừng tay! Sơn Ma, ông muốn làm phản sao? Ông Du, Tần Trác và những người khác kinh hãi, lập tức chạy tới. Cút ra hết cho tôi. Sơn Ma xoay người bắt giữ trưởng thôn, rút con dao găm đâm vào bụng ông ấy ra. Sau đó, kề lên cổ trưởng thôn quát lớn. Mọi người lập tức dừng bước. Tần Trác đỏ mắt, phẫn nộ gào lên. Sơn Ma, ông làm gì vậy? Ông dám phản bội tộc ẩn ma sao? Tôi không muốn phản bội tộc ẩn ma. Tôi chỉ không muốn trở thành một xác chết biết đi. Sơn Ma gào lên bằng trầm giọng khàn khàn. Nghe Sơn Ma nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sơn Ma, ông dám làm ra chuyện như vậy, lẽ nào ông sợ chết sao? Ông Du nổi giận quát hỏi. Sơn Ma dữ tợn quát. Chết, tôi không sợ. Tôi sợ là sau khi chết còn phải trở thành một con rối bị người ta bày bố. Chết rồi mà cũng không được yên ổn. Vậy, ông vì chuyện này mà phản bội tộc? Tần Trác trợn to mắt hỏi. Phản bội? Tôi muốn cứu vớt gia tộc. Có lẽ các người cũng biết thủ đoạn của thiên ma đạo, nếu bị bọn họ giết chết, sau đó chế tạo thành con rối, trở thành xác chết biết đi, thế thì sống không được, chết cũng không xong. Tôi không thể, tôi càng không thể khiến vợ con tôi cũng rơi vào kết cục như vậy. Thế nên trưởng thôn, ông phải dẫn theo cả thôn đầu hàng, các người không đầu hàng. Sơn Ma, tôi sẵn sàng đầu hàng. Sơn Ma gào lên như phát điên. Sơn Ma! Vợ và con của Sơn Ma chạy tới, quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Sơn Ma, tôi chấp thuận cho ông đầu hàng, ông sẽ được trọng dụng. Tản Ma nói, trong mắt lóe lên tia sáng. Cảm ơn Tản Ma đại nhân. Sơn Ma kích động không thôi, lập tức hô to. Tộc ẩn ma đã nổi giận ngút trời. Sơn Ma, ông vì bảo vệ bản thân mà bán đứng gia tộc, bán đứng tôi. Ông... Trưởng thôn yếu ớt nói, sau đó hò dữ dội. Trưởng thôn, đừng trách tôi. Ông vì thôn, vì đại nghĩa. Tôi cũng phải vì gia đình của tôi, vì con trai của tôi. Lẽ nào ông nhẫn tâm nhìn những đứa trẻ của thôn ẩn ma bị người của thiên ma đạo chế tạo thành con rối, giống như công cụ hay sao?
Sơn Ma nói một cách dữ tợn, trưởng thôn không nói lời nào. Sơn Ma, ông bớt nhiều lời, ông phản bội tộc, chúng tôi sẽ băm vằm ông ra thành trăm mảnh. Đúng vậy, ông chết chắc rồi. Sơn Ma, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Mọi người gào lên, ai cũng kích động, lòng đầy căm phẫn. Ai chết còn chịu chắc đâu. Sơn Ma cười nhạt nói. Sơn Ma, đây là con đường mà ông chọn, mỗi người đều có quyền lựa chọn. Ông đã muốn đi con đường này thì tôi tôn trọng ông. Từ bây giờ chúng ta sẽ là kẻ thù. Trưởng thôn nén nhịn cơn đau nơi bụng, khản giọng nói. Sơn Ma nhíu mày, không nói gì, chỉ nói với vợ mình. Mọi người mau mau qua đây. Sơn Ma, đừng. Chúng tôi không muốn phản bội tộc. Vợ của Sơn Ma đau khổ gào khóc. Bà, người phụ nữ trưởng thành mà có ánh mắt nông cạn thế sao? Hôm nay tộc quản ma chắc chắn sẽ chết. Sao bà không nghe tôi? Lẽ nào bà cũng muốn chết? Sơn Ma sốt sắng. Trưởng thôn không muốn dây dưa, quát lên. Ra tay! Trưởng thôn! Mọi người kinh hãi. Ra tay! Trưởng thôn gào lên, một tay nắm dao găm của Sơn Ma muốn đẩy nó ra, muốn khống chế ngược lại Sơn Ma. Động tác của Sơn Ma rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Trưởng thôn bị thương, lập tức bị đánh văng ra. Trên cổ còn bị lướt một đường, máu tuôn ra. Trưởng thôn! Ông Du, Tần Trác và những người khác chạy tới, vội vàng đỡ trưởng thôn. Bác sĩ trong thôn chạy đến cầm máu cho ông ta. Đừng lo cho tôi. Giết! 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 Vì tộc ẩn ma giết ra ngoài. Dẫn theo người trong tộc rời khỏi đây. Trưởng thôn vội vàng nắm lấy tay bác sĩ trong thôn, dùng hết sức lực cuối cùng hét lên. Mọi người chấn động, đồng loạt ngẩng đầu, chảy nước mắt máu. Giết! Tàn ma hét lên. Ngay lập tức, người thiên ma đạo ở xung quanh về lại. Sát khí cuồn cuộn và ý chí chiến đấu lạnh lùng kích động tất cả người của tộc ẩn ma. Mọi người hiểu giờ đã là thời khắc sinh tử tồn vong, không thể kiêng kè điều gì nữa. Mọi người, hôm nay chúng ta hãy chiến đấu một trận, nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của tộc ẩn ma. Chiến! 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 Người của tộc ẩn ma gào lên. Giết! Được sự dẫn dắt của ông Du và những người khác, tộc ẩn ma xông về phía người của thiên ma đạo, hiện trường hỗn loạn. Trận chiến lập tức bùng nổ. Thôn ẩn ma đã rơi vào chiến hỏa. Thiên ma đạo và tộc ẩn ma chém giết nhau, ai cũng không sợ chết, không tiếc sức lực. Suy cho cùng, người của tộc ẩn ma vẫn còn ma tính. Dù là đối diện với kẻ địch mạnh hơn mình gấp mấy lần, bọn họ vẫn không có chút sợ hãi nào, vẫn không có chút do dự nào, tất cả liều mạng chém giết. Nhưng cao thủ của thiên ma đạo quá nhiều, lần này nhắm vào thôn ẩn ma. Thiên ma đạo hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Cao thủ nhiều chưa nói, thậm chí còn mang theo vũ khí có sức sát thương rất khủng khiếp. Người của tộc ẩn ma am hiểu thân pháp chạy trốn và thuật ám sát. Khi giao đấu, bóng mọi người như ảo ảnh, hóa thành sương máu, xuyên qua lại giữa người của thiên ma đạo. Người của thiên ma đạo tầm thường hoàn toàn không thể nhìn thấy dấu vết, tộc ẩn ma có phần chiếm ưu thế. Dùng sát ma phấn. Tàn ma thấy cảnh tượng này, quay đầu khẽ nói. Tuần lệnh, người bên cạnh lập tức chạy đi. Không lâu sau, vài bóng hình giống như rơi lướt qua bầu trời, đồng thời rải xuống bột phấn màu trắng xám. Bột phấn rơi lên người của tộc ẩn ma, khiến bọn họ kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn, hai tay điên cuồng gãi lên người. Tần Trác cũng bị dính bột phấn, trên người giống như có muôn vàn con kiến đang cắn xé. Ông ta vội vàng ngừng dùng khí, cảm giác kiến cắn mới giảm bớt. Khốn nạn, đây là thứ gì? Tần Trác nổi giận gào lên. Đây là vũ khí bí mật chuyên dùng để đối phó tộc ẩn ma các người, ngăn chặn loại ma khí chỉ ẩn ma mới có. Có chúng ở đây, các người không thể sử dụng được bao nhiêu khí kình, các người sẽ không chạy trốn được, cũng không chống cự được. Tàn ma bình tĩnh nói. Hèn hạ. Tần Trác chửi mắng, xông về phía tàn ma. Không biết điều. Tàn ma lắc đầu, đánh một quyền từ xa. Ầm, một luồng lực xung kích như tiếng nổ siêu thanh vang lên. Tần Trác căng thẳng, vung tay phóng ra một tấm khiên bằng khí, định chống đỡ quyền kinh. Nhưng sức mạnh của tàn ma quá khủng khiếp. Lực xung kích đó vừa mới chạm vào thiên khí. Khiên khí đã nổ tung. Trùng khí đáng sợ đâm xuyên ngực Tần Trác. Oẹ! Tần Trác nôn ra rất nhiều máu, cả người run lên, sau đó chậm chậm ngã xuống đất. Bố! Tần Linh chạy nhanh tới, ôm lấy Tần Trác, khóc gọi. Bố! Bố sao rồi? Bố không sao chứ bố? Đương nhiên ông ta không có sao, ông ta sẽ chết ở nơi này, cổ cũng vậy. Tàn ma nhảy từ trên nóc nhà xuống, bước về phía Tần Trác và Tần Linh. Tần Linh cắn chặt răng,
cõng theo Tần Trác lùi ra sau. Lúc này hiện trường hỗn loạn, tộc ẩn ma đều bị tàn sát, bị sát ma phấn kia làm cho không có sức đánh trả. Cô ta có thể lùi đi đâu được? Tần Linh mở to mắt, nhìn thấy đám người ma bình bị người ta vây giết, nhìn thấy trưởng thôn được sự bảo vệ của mọi người rút lui vào cấm địa, cũng nhìn thấy ông Du ngã xuống màu máu, co giật mấy cái, sau đó không còn động tĩnh. Thất bại rồi, thất bại triệt để rồi. Hóa ra trước mặt thiên ma đạo, tộc ẩn ma lại không đỡ nổi một đòn. Ủa cho cô ta, còn nghĩ có ngày sẽ cho người của thiên ma đạo biết tay. Hóa ra, người ngây thơ nhất là cô ta. Cô bé, tôi và bố cô có chút gia tình, tôi cũng rất yêu thích cô. Không muốn chết thì mau quỳ xuống cầu xin tàn ma, có lẽ còn có một cơ hội sống. Lúc này, Sơn Ma chặn trước mặt Tần Linh thản nhiên nói. Đồ khốn, ông tưởng tôi sẽ giống như ông đi nịnh bợ thiên ma đạo hay sao? Đừng hòng, cho dù tôi có tan xương nát thịt cũng sẽ không quỳ trước người của thiên ma đạo. Tần Linh nổi giận mắng. Sơn Ma nhíu mày, đúng là một đứa trẻ quật cường. Nếu như đã như vậy, tôi chỉ đánh giết cô, sau đó chế tạo thi thể cô thành con rối đặt trong phòng ngủ của tôi. Tàn ma đi tới, lạnh nhạt nói, con mắt đỏ như máu nheo lại. Đúng là một con rối tinh xảo, đặt trong phòng tôi nhất định sẽ rất đẹp mắt. Ông, tôi liều mạng với ông. Tần Linh thấy không tránh được, chỉ biết cắn chặt răng, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Tần Trác đột nhiên dùng hết sức lực kéo cô ta lại. Còn mau chạy đi. Tần Trác khẽ gầm lên. Đó. Tần Linh kinh ngạc. Chạy. Tần Trác gào lên, nhào về phía Sơn Ma ở trước mặt. Sơn Ma không kịp đề phòng, bị ông ta đè chặt xuống đất. Nhưng chẳng lâu sau, vài người của thiên ma đạo quanh đó cầm kiếm đen đâm mạnh vào lưng Tần Trác. Tần Trác rùng mình, mắt mở to, sau đó yếu ớt ngã lên người Sơn Ma, chút hơi thở cuối cùng. Bố! Tần Linh đau đớn hét lên, gần như suy sụp. Cô ta bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm tàn ma, hai mắt như sắp chảy cả ra máu. Tôi liều mạng với ông! Nói xong, cô ta bất chấp tất cả xông lên. Nhưng Tần Linh đâu phải là đối thủ của tàn ma, cô ta còn chưa kịp đến gần, tàn ma đã vùng tay. Một luồng sức mạnh dồi dào từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh lên người Tần Linh. Tần Linh cong gập người, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Cô ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng luồng sức mạnh dày nặng trên người giống như hàng vạn ngọn núi lớn, dù cô ta có dùng sức thế nào cũng không thể đứng dậy. Tần Linh gào lên, sử dụng tất cả sức mạnh nhưng vẫn không thể đứng dậy. Nhất thời cảm giác tuyệt vọng, phẫn nộ, đau khổ, không cam tâm, tất cả dâng lên trong lòng. Cô ta rất căm hận vì sao mình lại yếu ớt như vậy. Vụt, tàn ma đi tới, đứng trước mặt cô ta. Tôi, dù có làm ma cũng không tha cho ông. Tần Linh gào lên, dùng khí kình cả người bao phủ toàn thân, định kết liễu cuộc đời mình. Nhưng tàn ma đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ta từ lâu. Tần ma giơ tay lên, khẽ búng ngón tay. Vù, một chùm khí bay ra từ ngón tay của ông ta, đâm xuyên lưng của Tần Linh một cách chuẩn xác, cắt đứt một đoạn khí mạch của cô ta. Tần Linh đau đớn, toàn thân co quắp, khí mạch bị đứt một đoạn, tất cả khí kình đã bị tích lũy đều tan rã, thủ đoạn tự sát cũng bị chặn đứng. Muốn tự sát ở trước mặt tôi à? Đừng có mơ. Tần ma ngồi xổm xuống, bình thản nói. Tần Linh đau khổ vô cùng, trong lồng ngực lửa giận bùng cháy. Cô ta còn muốn chửi mắng, nhưng tản ma đột nhiên ra tay bóp cổ cô ta. Tập 604 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.